Xin chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại Audio Thiên Hà chúng tôi xin giới thiệu một cặp loa Klipsch Forte đây phiên bản 3. Và các cái phiên bản 1 và 2 thì nó đã sản xuất cách đây đã đến hơn 20 năm và phiên bản 3 này là một trong những các phiên bản được nâng cấp nhất của các phiên bản 1, phiên bản 2. Và chúng ta sẽ cùng xem ở trong thùng Forte và đôi loa độ nhạy đề cao này có những gì ở trong, và xin mời các bạn cùng tôi xin được khui thùng cặp loa này. Nói đến dòng loa Klipsch thì ai cũng biết đây là một dòng loa rất là cổ điển của những cái người chơi âm thanh nổi tiếng từ người Mỹ. Và đây là giấy bảo hành tại chính hãng. Và chúng ta xem khui thùng xem trong loa sẽ có những sản phẩm gì. Mời nhân viên kỹ thuật. Quá kiểu cổ điển luôn. Cảm nhận đầu tiên khi khui thùng loa này, tôi thấy đây là một dòng loa rất là đẹp, kiểu dáng gọi là Vitech. Rất là hợp, và đằng sau này lại còn có thêm một cái bát rất là lớn, trên 30 phân nữa đằng sau. Đây các bạn có thể chiêm ngưỡng cả đằng sau và đằng trước loa, các bạn sẽ thấy đây là một cái bát cộng hưởng rất là tốt của dòng loa này. Và đây là logo thương hiệu của hãng và chữ ký của chủ tịch hãng, cũng như là các cầu loa đã được làm rất là chi tiết và cẩn thận. Và cái đáng quý nhất của cặp loa này là độ nhạy rất là cao, lên đến 98 decibel. Và đây là các logo ở trong cun loa. Và sau đây tôi sẽ mời các bạn quay về mặt đằng trước xem về sản phẩm của cặp loa này. Và đằng trước thì có một trung bát là tầm gần xác suất 30 phân và một cái họng kèn rất là lớn này để tạo được một cái dải âm trung rất là rộng mở. Còn phần chép này là Platium, đây là một chép nhôm rất quý. Và sau đây thì chúng tôi sẽ setup sản phẩm này lên và mời các bạn cùng chúng tôi sẽ thưởng thức qua hai cấu hình, một là đánh cùng với cả CD và hai là sẽ chơi một mâm than. Đấy, xin mời các bạn. Vâng, sau khi các nhân viên kỹ thuật của Audio Thiên Hà đã setup cặp loa vào các vị trí, trên tay tôi cầm đây là một cái căng đậm chất Vitech của dòng loa Klipsch Forte 3. Với đôi loa này thì chúng tôi qua tham khảo thì thấy có một độ nhạy đáng nể lên tận 98 decibel trên trở kháng 8 ohm. Và đôi loa này được sản xuất tại chính quốc của Mỹ, và hôm nay là chúng tôi là người rất hạnh phúc khi được khui thùng cặp loa này tại Audio Thiên Hà. Và để kết hợp với đôi loa này, chúng tôi cũng xin được giới thiệu luôn một chiếc âm ly. Đây là phiên bản mới nhất của dòng Magnum III của hãng Rover Audio. Đây là một chiếc âm ly có công suất lên tới 100W và đánh ở hai định dạng khác nhau. Một là một định dạng chiêu và một định dạng parallel, tức là đẩy kéo. Và sau đây thì chúng tôi xin kết hợp giữa một cặp loa hoàn toàn của Mỹ và một chiếc âm ly cũng của Mỹ để xem một chút âm thanh như thế nào trong các sản phẩm này. Xin mời các bạn cùng tôi lắng nghe. Thật ấn tượng. các bạn nghe thử qua một màn đĩa CD. Còn sau đây tôi xin mời các bạn nghe hoàn toàn chất cổ điển và analog qua mâm than. Xin mời các bạn. Không khí của thập niên 70, 80, 90 của thế kỷ trước lại hòa về. Hôm nay chúng ta lại được trải nghiệm được những đồ rất mới nhưng mà đã mang tính Vitech. Đây là một dòng loa rất hay của dòng Forte 3. Và các bạn yêu dòng sản phẩm này hãy đến Audio Thiên Hà, số 5 ngõ 198 Thái Hà. Chúng tôi sẽ có nhiều trải nghiệm và thú vị mời các bạn. Xin cảm ơn các bạn.